Tiếp theo, xin mời Bạch Yến. Mấy bạn sẽ chọn câu hỏi của mình nhé. Xin mời. Rồi, tôi sẽ phải cắt tiếp ạ, mặc dù tôi không giỏi cắt lắm. Rồi, câu hỏi mà ban tổ chức dành cho bạn như sau. Hiện nay thế hệ Gen Z của các bạn rất giỏi lướt mạng xã hội và yêu thích trào lưu sống ảo. Thậm chí nhiều bạn trẻ sống trong thế giới ảo nhiều hơn thế giới thực. Bạn hãy chia sẻ quan điểm về vấn đề này. Xin mời. Em xin cảm ơn câu hỏi của MC ạ. Sau đây em xin trả lời. Câu hỏi của ban tổ chức. Cảm ơn câu hỏi của ban tổ chức. Sau đây em xin trả lời câu hỏi của mình. Hiện nay, vấn nạn lạm dụng mạng xã hội đang khá phổ biến xảy ra với thế hệ trẻ. Và việc các bạn sử dụng lạm dụng mạng xã hội sẽ khiến cho bản thân của chúng ta trở nên thụ động. Vì thế em không khuyến khích các bạn trẻ lạm dụng mạng xã hội. Thay vì dành thời gian để nằm lướt TikTok, Facebook, thì các bạn hãy tập trung nỗ lực cho những mục tiêu của mình, những ước mơ, những mong muốn mà bản thân còn dang dở chưa đạt được. Em xin cảm ơn và hoàn thành phần thi của mình. Cảm ơn em.